lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn, được nghe, được nói, quyền được tròn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói giống, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Mr. Tai Do, Council Member, City of Westminster. Người kế tiếp chúng tôi xin giới thiệu ông Phát Bùi, là Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam California, kiêm nghị viên thành phố Cà Mau. Mr. Phát Bùi, Federation of Southern California. Người kế tiếp chúng tôi xin giới thiệu nghị viên thành phố Garden Grove, cô Thu Hà Nguyễn. Garden Grove Councilwoman Thu Hà Nguyễn. Chúng tôi xin giới thiệu ông Cao Gia, Phó Chủ tịch Tổng hội Cựu tù nhân chính trị Việt Nam. Mr. Cao Gia, Vice President of the Former Prisoner, Political Prisoner of War Association. Chúng tôi xin giới thiệu Thị trưởng Tạ Đức Trí và Phó Thị trưởng Kimberly Hồ thuộc thành phố Westminster và nghị viên Jacqueline Nguyễn Mạnh Trí là nghị viên...